Sedan là một trong những phân khúc ô tô được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các hãng khá chăm chút cho những mẫu sedan của mình ở thị trường này. Kia cũng không phải là ngoại lệ. Trong thời gian tới, hãng Kia chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe K3 tại thị trường hàng xóm với Việt Nam. Trước thời điểm đó, những hình ảnh đầu tiên của Kia K3 2023 đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Kia K3 2023 được bổ sung phong cách thiết kế mới theo hướng thời trang và thể thao hơn. Đồng thời, mẫu sedan hạng C này còn khác với Kia K3 hiện đang bán tại Việt Nam. Cụ thể, Kia K3 2023 dành cho thị trường Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt mũi hồ sơn màu đen bóng trên đầu xe. Lưới tản nhiệt này còn kéo dài sang hai bên và ôm lấy cụm đèn pha thay vì tách riêng như phiên bản cũ. Ngay cả cụm đèn pha của Kia K3 2023 dành cho thị trường Trung Quốc cũng được thay đổi thiết kế. Tiếp đến là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng. Ở hai góc cản trước có thêm hốc đèn sương mù sơn màu đen bóng. Bên trong hốc này là đèn sương mù nằm chéo mới. Bên sườn của Kia K3 mới vẫn có đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Tuy nhiên, vành la răng của xe đã được bổ sung thiết kế mới và có đường kính 17 inch. Tương tự phiên bản cũ, Kia K3 2023 cũng được trang bị cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe. Tuy nhiên, tạo hình bên trong đèn hậu đã được làm mới. Thêm vào đó là cản sau mới, tích hợp tấm lưới theo phong cách thể thao và nẹp mạ chrome ở hai góc. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất bên trong mẫu sedan hạng C này. Trong khi đó, kích thước của xe thay đổi nhẹ so với trước. Cụ thể, xe có chiều dài 4.666mm, tăng 6mm, chiều rộng 1.780mm, chiều cao 1.450mm và chiều dài cơ sở 2.700mm. Trái tim của Kia K3 2023 tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép. Ở phiên bản cũ, mẫu xe này dùng động cơ xăng tương tự nhưng có công suất tối đa chỉ 128 mã lực. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và giá xe Kia K3 mới tại thị trường Trung Quốc. Ở phiên bản cũ, xe có giá dao động từ 109.800 đến 131.800 nhân dân tệ, khoảng 384 đến 461 triệu đồng. Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, Kia K3 2023 sẽ tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Volkswagen Sagita, Toyota Corolla, Honda Civic và Nissan Sylphy. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của thương hiệu kia hiện đang đi xuống tại Trung Quốc, kéo theo sự tụt dốc của K3. Trong tháng 8 năm 2022 vừa qua, hãng Kia chỉ bán được 973 chiếc K3 cho khách hàng Trung Quốc. Sự ra mắt của phiên bản mới có thể sẽ giúp mẫu sedan Hàn Quốc này cải thiện tình hình.